và đây mưa tầm tã. Ta rời khu Alma Resort Cam Ranh để mà đổ xăng cho cái bao tử. Bác Tài đang chở gia đình của chúng ta, em Long, em Phụng. Rồi đây là xung quanh khu resort Alma Cam Ranh. Thấy cái lưu là biết là ở Cam Ranh Resort Alma. Em Phụng quay lại chào cái con nào, trời ơi người đẹp Bích La Thu. Có thêm cái, có cái bông nữa, trời ơi bông trà trà hoa nữ. Mà trà hoa nữ này không đỏ mà xám xám nó chết chứ. Và đây, đây là Phó Nhột. Phó Nhột, Phó Nhột có em Mai ngồi bên cạnh. Em Mai cười chào 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 đây Mai. Chiếc xe lắc lư gì đó cái bài đó em, của em, thấy không? Cái bài cùng rồi nhớ không? Chiếc bánh xe quay nhanh nhanh, chiếc xe vung chìm trong làn sương khói đó. Nhớ không? Cái bài đó rất là hay. Trời ơi, ta ghé thăm resort mà nó cho mưa 2-3 ngày rồi, ta tại nhiều cho mấy cái nhất hay nhiều. Cái này là, cái này là anh Ma phải trả tiền hết cho mình đó. Bao nhiêu tới mưa hết 2 ngày. Phụng ha. Dạ.